giờ Hằng Xinh đã quay trở lại rồi đây. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Nhanh Mà Ngon được phát sóng vào lúc 11:50 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và hôm nay Phương Linh đang rất là buồn, muốn đi du lịch nhưng mà Hoàng Xinh cứ rủ Phương Linh qua đây không biết để làm gì đây. Hôm nay mình sẽ đi Nhật. Đi Nhật hả? Đi lại lên. Đâu, đi Nhật đồ. Trong căn bếp này luôn nè. Là mình du lịch trong căn bếp này thôi. Đúng rồi, nhắc tới du lịch là phải nhắc tới ẩm thực. Hôm nay chúng ta sẽ làm một món cải ngồng trộn cá ba sa kiểu Nhật. Rồi, bây giờ tụi mình bắt tay vào làm thôi ha. À, bây giờ xin sẽ giới thiệu nguyên liệu trước nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái phần cải ngồng, phần củ cải trắng. Củ cải đỏ thì chúng ta sẽ bào ra trộn chung với cải ngồng để cho có màu sắc. Chúng ta sẽ có cá ba sa phi lê, làm sạch về chúng ta rửa để ráo nước là xài được ha. Tiếp theo chúng ta có bột chiên giòn nè, rong biển ăn liền, đã trộn mè, nước hạnh, đường thốt nốt, nước tương Nhật, rồi một chút mè rang. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm ha. Và bây giờ thì xin sẽ nhờ Linh ha. Mình sẽ cắt từng cái nhánh cải ra như vậy. Đó. Rồi, cái phần này mình sẽ cắt khúc vừa ăn. Mình để riêng. Dạ. Rồi, cái phần này á, mình xem cái phần nào già thì mình sẽ lột. Nhưng mà ở đây là non hết à. Mình sẽ cắt cái góc này mình để riêng như vậy ha. Dạ. Và bây giờ xin sẽ làm phần cá ba sa này ha. Phần cá ba sa thì chúng ta sẽ cắt miếng vừa ăn. Rồi, xin đã có phần cá ba sa ha. Và phần cá ba sa này á thì mình sẽ tẩm ớt với lại bột tẩm khô chiên giòn và đã có gia vị trong đây luôn. Chúng ta chỉ cần ướp vào đây một chút xíu tiêu nữa cho cá thơm và không bị tanh thôi. Người Nhật có họ nấu ăn họ cũng ít có nêm gia vị vào những cái nguyên liệu như vậy lắm đúng không xin? Đúng rồi. À, người Nhật họ nấu thì hoàn toàn là đa phần họ sẽ sử dụng cái độ ngọt, cái độ mặn từ muối tự nhiên và là cái độ ngọt từ nước ép trái cây là nhiều. Đó, chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp bột tẩm khô chiên giòn này lên. Chúng ta sẽ tẩm cái hỗn hợp bột đều vào cái phần cá này. Rồi, và bây giờ xin sẽ đi chuẩn bị một cái chảo dầu để chiên giòn ha. Xin đổ dầu vào đây. Trong thời gian mà chúng ta đợi cái phần dầu nóng để chiên cá thì xin sẽ mài cái củ cải trắng này để chúng ta làm cái sốt ha. Xin nói Linh thấy nếu như mà mình làm như vậy tại sao mình không xay nhuyễn ra mà mình phải bào như vậy? À, mình xay thì nó mới ngon bằng bào lên nè. Đó. Rồi Linh đã làm xong cà rốt rồi. Rồi củ cải bào chúng ta để sống riêng ở bên ngoài ha. Và xin vừa chuẩn bị một cái nồi nước ha. Chúng ta sẽ cho nước sôi vào. Linh thấy khi người ta luộc rau á thì người ta thường cho một ít muối vô để cái rau nó xanh hơn đúng không? Nếu mà luộc rau mà để ăn bình thường á thì chúng ta sẽ cho một miếng muối nè và một chút xíu dầu ăn nữa để cho rau nhìn nó bóng bẩy nè và nó giữ được độ xanh lâu. Kiểm tra cái phần dầu nha. À, dầu chúng ta cũng nóng rồi, chúng ta sẽ hạ cá vào luôn. Mình để lửa lớn luôn hả xin ha? Mình chiên với lửa lớn luôn bởi vì cá rất là nhanh chín. Chúng ta vẫn đợi cho cá chín ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành trần cái rau này. Thì về cái cải ngồng thì xin có chuẩn bị một cái tô đá. Mình trần vừa héo thì mình sẽ ngâm vào đá liền, sau đó mình vớt ra để ráo. Bây giờ cái nước chúng ta đã bắt đầu sôi rồi, xin sẽ cho cái phần cà rốt vào trước ha. À, cà rốt nè. Và cái phần thân của cải ngồng. Phần lá thì rất là dễ chín cho nên chúng ta sẽ trụng sau lên ha. Dạ. Đó, chúng ta sẽ trụng kỹ cái phần này chút xíu. Để còn sống và cứng thì ăn sẽ không ngon. Nhưng mà phải đảm bảo giữ được cái độ giòn hay lên ha. Đó. Mình xin chuẩn bị một cái dĩa luôn để chúng ta gấp và thấm dầu cái phần cá. Phần cá sắp được rồi Linh, cho vàng một xíu nữa là được ha. Rồi khi mà chúng ta thấy cái phần cải ngồng của chúng ta nè trở nên xanh hơn, đó, cái màu chúng ta cảm giác vừa tới nè, chúng ta vớt ra ha. Đó, ngâm vào đá liền. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ trụng cái phần lá, thả vô mình đảo đều. Đó, đảo đều là lấy ra rồi. Linh thay cải khác được không? À, món này thì cải ngồng là ngon nhất. Nếu mà có thể thay thì xin nghĩ là cải thìa. Nó cũng có cái độ giòn giòn, cái mùi vị tương tự đúng không? Đúng rồi, mình sẽ thay bằng cải thìa được. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái cải xanh, cải bẹ xanh nấu canh đó. Yeah. Nhưng mà xin nghĩ là ngon nhất vẫn là cải ngồng bởi vì cải ngồng có đủ độ hăng nè, rồi nó có vị ngọt nữa. Và cái này xè mình sẽ để qua một bên cho nguội ha. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái phần cá có được chưa ha. Đây thưa vị, cá rất là vàng rồi nè Linh. Đó, mình sẽ gấp cá ra. Vậy là mình đã hoàn thành gần như là 80% công đoạn của món đúng này rồi đó quý vị. Còn cái phần nước sốt nữa là xong ha. Đây. Và chúng ta sẽ sử dụng một chiếc nồi nhỏ ha quý vị. Ở đây xin có đường thốt nốt và
một chén nước tương Nhật. Rồi chúng ta sẽ nấu sôi cái phần nước tương Nhật và đường này lên. Linh sắc nhỏ cái ớt này ra giùm xin ha. Ok. Rồi quý vị thấy nè, cái phần đường thốt nốt và nước tương Nhật á, chúng ta nấu tan đều sôi lên vậy. Và chúng ta sẽ gót vào cái phần củ cải trắng bào mịn khi nãy. Cái mùi nước tương Nhật nó đặc trưng quá xin ha. Nó rất là thơm luôn á. Thơm cộng với mùi thốt nốt nữa, chưa gì mà đã thấy ngon rồi đó. Linh cho ớt vào đây giúp xin ha. Đó. Và chúng ta cho cái phần nước tắc vào luôn. Linh đổ nước chanh hoặc là nước cam hoặc là nước chanh dây được không? Món này thì phải dùng tắc hoặc chanh. Cam hoặc chanh dây thì nó suy nghĩ là nó không có đủ cái độ chua. Rồi và bây giờ tất cả các nguyên liệu của cải ngồng trộn cá ba sa kiểu Nhật đã hoàn thành rồi. Cải ngồng vừa trụng xong nè, xin để gáo nước mát lạnh. Mè rang nè, rong biển rất là giòn và thơm. Đặc biệt là phần cá ba sa vừa chiên nóng hổi. Và khi nào ăn thì chúng ta sẽ trang trí cá ba sa lên phần cải ngồng và trang một cái sốt rất là đặc biệt mà xin mới vừa chia sẻ. Bây giờ chúng ta cùng thử nha. Đây, cải ngồng trộn cá ba sa kiểu Nhật đây. Đó, mình sẽ ăn miếng cá nè. Rồi một miếng cà rốt, một miếng cải ngồng, một miếng lá, một miếng rong biển nữa, đó. Phương Linh xin mời quý vị khán giả nha. Linh sẽ thử cải ngồng trước đi. Cải ngồng trước đi. Là cải ngồng quá ngọt, quá tươi. Mà cái mùi vị ngọt ngọt cộng với lại cái nước sốt á, hồi nãy mình bỏ cái nước sốt chung với lại tắc nè, củ cải trắng bào nè. Đó, cái củ cải trắng bào nó làm cho cái hương vị của cái món sốt này lạ lắm. Nó không giống như những loại sốt khác, đặc trưng của Nhật Bản luôn. Ăn thêm miếng cá nữa rồi mình nhận xét luôn ha. Cá thì hồi nãy là chiên rất là giòn, rất là ngọt mà không phải là quá nhiều mùi vị. Tất cả những cái mùi vị ở đây nó hòa quyện vào nhau, đặc biệt có thêm rong biển nữa. Thì bởi vì xin mới nói là khi mà làm các món Nhật á, cái phần gia vị chúng ta để rất là vừa phải. Khi mà ăn á, mình cảm nhận được vị ngọt của cải ngồng nè, vị ngọt của cà rốt nè, sau đó là một vị nước tương nhẹ nhẹ, chua nhẹ và một mùi thơm hăng rất là nhẹ của củ cải trắng. Sau đó là cái phần cá, cảm nhận được cái vị ngọt tươi của cá, chứ không phải là chúng ta ăn của cái gia vị làm cho miếng cá ngon. Đúng rồi, cái đặc trưng của món ăn này là Linh ăn vô Linh cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng và mát đúng không? Đúng rất rồi. Là mát lạnh luôn. Cảm giác giống như là Linh đang được ngồi trong một cái nhà hàng 5 sao của Nhật vậy đó. Rất là ngon luôn, tất cả mọi người hãy nên thử một lần. Nếu như mà mình đã thử ở nhà rồi thì chắc nghĩ là không có cần phải đi ra nhà hàng đâu, tại ngon quá. Và xin với Linh chúc quý vị sẽ thành công với món cải ngồng trộn cá ba sa kiểu Nhật này nha. Rất tiếc phải nói lời tạm chia tay quý vị khán giả ở đây. Và hai anh em cũng hy vọng sẽ được gặp lại quý vị khán giả trong những số tiếp theo của chương trình Nhanh Mà Ngon được phát sóng vào lúc 11:50 từ thứ 2 tới thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.